Xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, tối thứ năm vừa qua ngày 20 tháng 6 là một ngày cả nước Mỹ gọi là nín thở, bởi vì xém chút nữa là có một cuộc chiến xảy ra giữa Hoa Kỳ và Iran. Nhưng mà cuối cùng Tổng thống Donald Trump đã quyết định ngừng lại chỉ 10 phút trước đó thôi. Sự thể xảy ra là vào sáng sớm ngày thứ ba, một chiếc máy bay không người lái của Mỹ bị Iran bắn rơi trong vùng vịnh trên bầu trời, cái gọi là eo biển Hormuz. Trên màn hình quý vị là cái loại máy bay không người lái trị giá 130 triệu đô la, cái này nó gọi là Global Hawk, thì không có người lái, bắn rơi. Mỹ và Iran tranh cãi với nhau. Iran thì bảo là cái máy bay này bay vào trong không phận chúng tôi bắn. Mỹ bảo không, lúc đó chúng tôi bay ở không phận quốc tế. Thì sau đó bắt đầu là suốt cái ngày thứ năm, Tòa Bạch Ốc triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia họp có nên đánh trả đũa hay không. Tổng thống Donald Trump sau đó là nói liền: Iran đã phạm một sai lầm rất là tệ và chúng ta sẽ quyết định có phản ứng như thế nào. Nhưng sau đó khi mà tiếp ông Thủ tướng Canada là ông Justin Trudeau thì Tổng thống Donald Trump lại nói rằng: tôi nghĩ là cái thằng nào nó bắn lầm á, cái này bắn có khi là giới chức cao cấp và lãnh đạo của Iran không biết, mà một thằng ngu xuẩn nào nó bắn á, chứ là nó cố tình. Thì ông nói như thế, có vẻ như là làm nhẹ cái chuyện này đi. Rồi sau đó đó thì lại có tin vào lúc 7 giờ tối thứ năm là ông quyết định đánh. Thì 7 giờ tin cho biết là mọi sự đâu đó, máy bay Mỹ đã bay lên bầu trời, tàu của Mỹ đã vào vị trí chuẩn bị nhắm vào 3 địa điểm. Sau này ông Trump lộ ra đánh vào 3 địa điểm, bao gồm cái dàn radar và dàn hỏa tiễn, và dự trù là đánh vào khuya thứ năm rạng sáng ngày thứ sáu giờ Iran, để giảm thiểu cái thiệt hại nhân mạng cho binh sĩ và người dân Iran. Thì trong Tòa Bạch Ốc lúc đó họp căng thẳng ghê lắm, hai phe, bên như là phe đánh, phe không đánh. Bên phe mà ủng hộ đánh là gồm 3 người: ông Ngoại trưởng Mike Pompeo, ông Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và bà Giám đốc CIA Gina Haspel. Xong, Tổng thống bảo ok quánh. Thế hỏi mấy ông tướng lãnh sao, bên ngũ giác đài sao? Ngũ giác đài bảo không được ông ơi, quánh như vậy là căng lắm, là quyền lợi của chúng ta, binh sĩ chúng ta nắm vùng vịnh là nguy hiểm, bởi vì chúng ta biết là hạm đội 5 là nằm ở vùng này, mấy chục ngàn binh sĩ đang ở đó. Hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã được nó là triển khai đó từ cả tháng nay, tổng cộng có tới khoảng 8.000 binh sĩ đang ở đó. Thêm nghĩa là khi mà sự việc xảy ra cách đây một tháng đó, họ đã điều một tiểu đoàn thực lục chiến ra, sau đó thêm 1.500 binh sĩ, và bây giờ đang thêm 1.000 binh sĩ nữa. Rồi là máy bay B-52, dàn hỏa tiễn Patriot, được bao nhiêu thứ là đủ thứ hết mà chưa có quánh. Cuối cùng Trump quyết định vẫn đánh. Thì 10 phút trước khi mà nhấn nút đánh thì ông Trump bảo thôi bỏ. Thì sáng ngày thứ sáu ông mới tweet ra cho biết như thế này: chúng tôi đã lên đạn, chúng tôi đã để tay vào cò, tức là we cock and we loaded 10 phút trước khi chúng tôi bấm cò 10 phút tôi đổi ý. Thì ông mới giải thích như sau. Ông mới hỏi nếu đánh bây giờ thì sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng. Thì một ông tướng nói là khoảng 150 người. Ông Trump bảo thôi không đáng, máy bay 130 triệu chả có chết nhân mạng nào cả, thôi bỏ. Thế giới tránh được một cuộc chiến mà có thể là một cuộc chiến vô cùng tàn bạo. Và cái nổ, cái hũ mắm của Trung Đông ai cũng biết hết đó. Trong đó nó thúi lắm rồi, mấy chục năm nay không giải quyết được cái nắp đậy đó. Bây giờ mở cái nắp ra nó thúi lắm, mà thọc tay vô là nó bao nhiêu thứ nó ra. Thì ông Trump có nói câu này trước đó, ông bảo là như thế này: nếu mà cái máy bay đó mà có người là vấn đề nó khác, quý vị thấy không? Và ngày hôm sau là ngày thứ sáu thì bên phía Iran có nói là như thế này: họ lấy được cái xác máy bay đó, một phần cái xác họ trình bày, họ nói rằng là họ đã tha cho một phi cơ trinh sát khác của Mỹ khi mà họ bắn rơi cái chiếc máy bay không người lái. Đây là cái chiếc này, nó gọi là cái chiếc giống như chiếc Boeing 737. Chiếc này nó là chiếc P-8 Poseidon, là loại máy bay do thám
mà nó thường bay ở trên bầu trời Biển Đông để coi mấy cái đảo nhân tạo của Trung Quốc. Trên này có người nha quý vị, khoảng một chục người thế này. Thì đây là lời Iran nói thì mình biết đúng sai như thế nào. Đó. Và nếu đúng như Iran nói thì họ cũng tính toán ghê lắm. Đúng, họ biết ý ông Trump. Bắn cái loại mà không có người á thì ok, bắn mà có người là có đổ máu á là kẹt lắm. Nếu ngày tối sáng thứ năm vừa rồi mà Iran bắn cái chiếc PS Poseidon á, là ông Trump ông sẽ phải oánh nữa. Bởi vì máu người dân Mỹ đã đổ thì cái đó là không thể tránh được. Và đó là đủ lý do để mà đánh, mà cả ông Quốc hội Cộng hòa Dân chủ gì, bố ông nào dám cột tay ông Donald Trump lại. Máu người Mỹ đã đổ cơ mà. Thành ra cái anh Iran anh không phải là anh ngu. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng đối thủ chúng ta nó khờ, nó chả khờ, nó có nhiều khôn, nó biết ý chúng ta luôn. Thế không, mình nó nói này. Thì cái này tại sao nói chữ thà mà bây giờ cái chiều ngày thứ sáu họ đưa ra. Quý vị nhớ nha, sáng ngày thứ năm bắn rơi chiếc máy bay không người lái đó, hai bên tranh cãi. Ông Mỹ bảo là tôi bay bầu trời quốc tế mà anh bắn vậy anh khiêu khích tôi. Ông Iran bảo không, anh bay cho bầu trời của tôi. Ông Trump ham đánh, cuối cùng bỏ. Thì cho thấy là gì? Người Mỹ tôn trọng nhân mạng. Đúng nào. Một số người còn lên khen ngợi ông Trump, ông có cái tâm, người có cái tâm. Thôi mất 130 triệu cũng sao, chứ giờ đánh nhau mất 150 người nữa, mà dù đó là người nào cũng được. Nhưng mà thực sự ra ông Trump là cái, trong cái tâm ông là không thích chiến tranh. Ông la dữ lắm, ông làm dữ lắm, cái cục lửa để đó, cái tường đó, ông nhào vô gần tới nơi ông ta tưởng là ông vô, nhưng mà tới đó ông U-turn lại, mấy vụ rồi. Ông chỉ có từ lúc lên ông ra lệnh bắn hỏa tiễn thôi, vào Syria hai lần năm 2017 với 2018, chứ đưa quân Mỹ vào đánh chỗ nào á. Thì sau khi ông Tông Tông nhà mình đó, có cái hành động là, ông nói là gì, 10 phút trước khi đánh tôi đổi ý, thế nhân đạo không? Thì bây giờ ông Iran ông nói luôn, à, tôi cũng nhân đạo không kém. Nếu những gì mà ông nói là đúng, là tôi tha chiếc máy bay PS Poseidon. Tôi cũng nhân đạo ghê lắm. Nhưng mà thực ra chả ai nhân đạo. Đó là chiến lược. Chiến lược hết. Ông Iran ông hiểu. Như tôi nói nãy giờ, bắn mà chúng lính Mỹ là kẹt ghê lắm. Thành ra cũng khôn. Và nói chung là người ta tránh nổi cuộc chiến. Đó là mình nói về phương diện nhỏ. Bây giờ mình nói qua phương diện lớn hơn một chút. Tại sao không đánh? À, ngoài cái chuyện nhân đạo đó nãy mình nói. Về chiến lược khu vực á, quánh này nó phiền lắm. Bởi vì sao? Ông Trump cũng trong ngày thứ năm bị Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu 53-45 không cho bán 8.1 tỷ đô la vũ khí cho Saudi Arabia và các tiểu vương quốc Ả Rập. Mà Tổng thống Trump muốn bán, mà trong các chương trình khác tôi có nói với ông bảo là bây giờ tình hình nguy cấp, tôi không cần quốc hội. Tôi có quyền cho bán, nhưng mà Thượng viện vừa rồi là họ thông qua nghị quyết bảo không được bán. Thì không biết ông có bypass hoặc không, ta không biết, nó một cái trở ngại. Cái trở ngại thứ hai là trong vấn đề vùng này, nó không phải chỉ Iran không, mà ông Saudi Arabia đang ủng hộ cuộc chiến ở tại Yemen với cái nhóm mà du kích Houthi nữa. Mà nhóm du kích Houthi lại được Iran hỗ trợ. Họ quánh ông Iran, có khi ông Houthi cũng pháo kích vài trái vào Saudi Arabia, giá dầu lại tăng lên nữa, lỗi thôi. Nhưng mà cái đó cũng là chuyện nhỏ luôn. Chuyện còn lớn hơn đó là chuyện gì? Ông Israel. À, nếu bây giờ quánh nhau ông Iran, ông Mỹ đánh có thể thắng. Nhưng mà trước khi thắng, ông Iran ông cũng ghê, cũng sẽ làm tùm lum. Và có thể ông không đánh Mỹ mà tôi quánh ông Israel, được không? Đồng minh của ông. Tại sao mà chuyện này có thể xảy ra? Và nó đã từng xảy ra rồi. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị như màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Trong phần trước tôi có nói là vì sao Mỹ ngại đánh Iran. Tôi đã phân tích cái chuyện, cái bối cảnh Iran, Saudi Arabia, hai nước thù nhau.
rồi cái bối cảnh Yemen và cái nhóm du kích County, rồi hạm đội 5 của Mỹ ở vùng vịnh, vân vân vân. Chưa kể các nước nhỏ như Bahrain, Tiểu Vương quốc Ả Rập, Kuwait, đủ thứ hết. Nhưng mà nếu đánh nhau đó, ông Iran có sẽ tấn công ông Israel, mặc dù Israel chả làm gì ông Iran cả. Nhưng mà Israel là đồng minh của Mỹ. Mà điều này nó đã từng xảy ra hồi cuộc chiến vùng vịnh. Khi mà Mỹ đánh Iraq, thì Iraq cũng quánh qua cả bên Israel luôn. Quý vị còn nhớ, hồi đó là Mỹ phải đưa hỏa tiễn Patriot của Mỹ qua bên Israel để mà bắn những cái trái hỏa tiễn mà Sam của ông, hỏa tiễn Scud của ông Saddam Hussein. Mà chúng ta thấy cuộc chiến vùng vịnh giữa Mỹ với Iraq chẳng dính dáng như Israel mà ông Saddam Hussein chơi vậy đó. Thì cái điều đó chúng ta không loại trừ Iran có thể chơi. Mà bối cảnh năm 90 nó khác, bây giờ 2019 nó khác. Đồ chơi nó có thể là nặng ký hơn. Mà cái này chơi đúng kiểu giang hồ luôn. Mà giang hồ đúng kiểu ông Trump luôn. Quý vị thấy không? Các vị tổng thống khác ấy, trước đây ấy, chuyện nào ra chuyện đó. Cho nên ông Trump bảo vậy men không giải quyết được vấn đề. Tôi cãi lộn với quý vị. Tôi đánh nhau quý vị thôi, đánh nhau với ông A thôi. Thì giữa tôi ông A thôi. Đây tôi đánh lại ông A gì? Tôi đánh có em ông A, đánh có chị ông A luôn. Em ông A, chị ông A chả liên quan đến vụ này cả. Mà tôi đánh được không? Giống như chuyện mà Mexico với Mỹ, ông Trump bảo mấy anh không chặn người di dân bất pháp thì tôi đánh thuế hàng hóa mấy anh. Ông Mexico bảo em chơi vậy đâu được. Hai chuyện này khác nhau. Ngay cả ông thượng nghị sĩ Chuck Grassley của tiểu bang Iowa, chủ tịch ủy ban tài chính của thượng viện, đúng không? Hai cái đó khác nhau, Trump một khác đi. I want to get things done, man. Tôi muốn giải quyết chuyện này. Cuối cùng giải quyết được, đó là chơi giang hồ, đúng không? Đúng ra di dân mà vào như thế thì tìm cách làm sao ngăn chặn. Bảo không, bây giờ tôi đánh thuế anh để anh phải tự ngăn chặn từ Guatemala. Thì trong trường hợp này ông Iran ông sẽ có cớ làm chuyện đó luôn, đúng không? Tôi chơi giang hồ. Không phải chuyện tôi với anh, tôi quánh với Israel chơi vậy đó. Tôi quánh với Israel là anh đau của Israel lắm. Ông Trump ơi, ông đừng đánh nó quăng đồ ở nhà tôi đi, phiền lắm. Nó có chứ, cũng có yếu tố đó chứ không phải là không. Thành ra khi mà Mỹ muốn đánh Iran nó không phải là đơn giản. Nhiều người rất là, tôi biết nhiều người mong Trump đánh lắm luôn á. Nhưng mà ông khôn lắm, đừng hòng. Tôi bảo không đánh đâu. Ông Trump, ông sẽ làm tất cả mọi áp lực làm cho người ta thấy có vẻ như là có chiến tranh, có thể đánh nhưng mà sẽ không đánh. Đó là cái kiểu ông là giống như trong thương trường đẩy giá lên rất cao, rồi sau đó đạt được gì thì đạt. Thì đó là cái bối cảnh của chiến vùng vịnh. Bây giờ chúng ta bàn rộng ra chút xíu nữa, trong vùng vịnh nữa, rộng chút xíu nữa. Thì tại sao không đánh Iran? Bởi vì tuần tới đây, 28-29 tôi phải đi Osaka, Nhật, hội nghị thượng đỉnh G20. Gặp anh Tập Cận Bình và tôi muốn bàn cái chuyện thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nó quan trọng hơn nhiều. Chưa kể là tôi có ông Tập Cận Bình chuyển thông điệp gì của ông Kim Jong-un nữa và có thể nó gặp Kim Jong-un lần thứ ba. Cách đây độ gần một tuần, hơn 600 công ty lớn của Mỹ, trong đó có hai công ty bán lẻ lớn đó là Walmart và Target, gửi thư Tổng thống Donald Trump nói như thế này. Thưa ngài, xin ngài giải quyết sớm cái chuyện mà tranh chấp giữa Trung Quốc và Mỹ trong vấn đề buôn bán. Bởi vì chuyện này tiếp tục kéo dài không có lợi cho người dân Mỹ và đặc biệt là công ăn việc làm và cả doanh nghiệp của chúng tôi nữa. Họ nói rằng nếu mà không giải quyết xong thì theo lời ông Trump cũng đe dọa là sẽ đánh thuế tới thêm 300 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc nhập cảng vào Mỹ. Thì ông Walmart cũng bảo như vậy đó, trung bình một gia đình 4 người ở Mỹ sẽ phải mất thêm 2.000 đô la một năm. Bởi vì phải đóng cái thuế nhập cảng. Bởi vì cái nhà mua bán, cái nhà mua như Walmart họ phải tăng giá lên chứ. Bởi vì họ trả tiền thuế nhập cảng mà, chứ ông bán đâu có trả đâu. Thì ông lại tính thêm tiền. Và GDP của Mỹ sẽ xuống 1%. Và Mỹ sẽ mất vài trăm ngàn việc làm đi chơi. Đó là ông Walmart ông cảnh cáo như thế. Hơn 600 công ty. Thành ra ông Donald Trump cũng không muốn dính với Iran lúc này. Thôi tạm ngừng vậy, hù vậy là đủ rồi. Tôi lo Tập Cận Bình vào ngày 28-29 đó quan trọng hơn nhiều, đúng không? Chứ không thôi nó lôi thôi lắm. Đó. Thì đó cũng là một cái lý do mà tại sao Mỹ không đánh Iran. Không phải là Mỹ nhát, nhưng mà Mỹ có những cái chuyện khác phải lo. Và khi chúng ta theo dõi tin tức, chúng ta cũng phải để ý luôn cho xung quanh chúng ta còn nhiều chuyện khác. Chúng ta tập trung một chuyện.
cứ thấy ông là bỏ đạn vô súng, ông để tay vô cò, ông chùi súng, ông thử thử tưởng bắn, ông bắn đâu. Người ta làm thế mà đầu người ta nghĩ chỗ khác. Thì đó là cuộc chiến mà xém xảy ra ở tại vùng vịnh. Nhưng mà điều này không có nghĩa là có thể là không xảy ra. Trong những ngày tới chúng ta sẽ chưa biết nó như thế nào. Và sáng ngày hôm thứ Sáu, ông Trump đã bắn tin đây. Một lần nữa các bên Iran có thể nói chuyện với chúng tôi. Hôm trước ông đã nói rồi, hey, gọi điện thoại cho tôi đi. Nhưng mà anh Khamenei là cái anh mà giáo chủ của đó, cũng như là cái anh mà một cái anh mà đứng đầu vệ binh cách mạng Cộng hòa Iran, nó bảo no, chúng tôi không nói chuyện với anh. Và thì chúng ta cũng biết hôm nọ là ông Shinzo Abe, thủ tướng của Nhật, cũng đã đi qua bên Iran thăm lần đầu tiên trong 40 năm để mà có thể làm con thoi gì đó, thì cũng đã bị ông Khamenei nói thẳng thưa chúng tôi không nói chuyện với Mỹ. Nhưng mà nhiều khi người ta nói như thế trên công khai, mà có thể đang nói dưới chúng ta chưa biết, thì hy vọng là như vậy đi. Bây giờ qua một tin khác liên quan đến cộng đồng Việt Nam, là một người ở tại bên Houston, Texas, thưa quý vị. Vào ngày thứ Tư 19 tháng 6 vừa rồi xảy ra một chuyện cũng buồn cười. Một ông tên là David Phạm, 66 tuổi. Đây trên màn hình quý vị, ông này có lẽ là tâm thần, chắc là tâm thần. Ông này nhà ở khu vực Alip, ở phía tây Houston. Không biết vì lý do gì, ông gọi lính cứu hỏa tới, ông gọi cái gì ra không biết, lính cứu hỏa mới đến để giúp đỡ ông. Coi là có chuyện gì, vào lúc 9 giờ sáng. Khi tới nơi, ông mới sổ cái con chó Chihuahua của ông ra, cắn. Chưa hết đó, ông rút súng ở trong nhà, có súng ra, bắn ra. Úi chà chà, có hàng, nổ súng mấy phát không biết nữa. May quá không trúng ông cứu hỏa nào cả, mấy ông cứu hỏa hoảng quá. Bây giờ chúng ta đâu có súng đâu, chúng ta chỉ có vòi rồng làm gì được ông này. Thế là mới gọi cảnh sát. Cảnh sát đến bao vây, từ từ vô, chúng ta bắt dễ dàng, easy money. Còng lại, rồi đưa ông lên xe, đưa về bồn chứ có gì đâu, đưa về đồn. Nhưng mà khi lên xe rồi, quý vị, ông này ông làm gì không? Ông nói với ông cảnh sát đó, tôi có chôn cái xác trong nhà. Mấy ông cảnh sát, trời ơi, xanh mặt luôn, thôi chết rồi, thế là rồi. Chở ông này về, đồn cái đã. Kêu thêm cảnh sát và kêu cái đội giảo nghiệm tử thi, gọi là coroner, chuyên về khám sát tử thi. Đấy. Vô nhà ông đào vườn ông lên, đào khắp nơi chả tìm thấy gì. Hỏi ông sao ông nói vậy, tìm không thấy. Ông bảo tôi nói chơi thôi mà. Trời đất ơi là trời. Bây giờ ông này bị bắt vì hai cái tội là tấn công nhân viên nhà nước. Thế bây giờ người ta mới truy ra cái ông này là ai. Năm nay 66 tuổi, ông David Phạm. Thì biết té ra ông này không là một tay sinh dờn. Hồ sơ của biện lý của Harris County cho biết là ông này hồi năm 2001 từng bị bắt vì ném đá vào cảnh sát, nhưng mà sau đó được tha. Trong hồ sơ để bị cáo bị tâm thần. Bị tâm thần. Có đền bù thiệt hại cho Harris County và có bắt, bị bắt viết một thư xin lỗi thì biết thôi. Nhưng mà chưa, họ truy ra luôn. Năm 2015 ông này cũng bị bắt vì mang súng không có giấy phép, tôi mang súng lậu. Rồi năm 1999 cũng từng bị bắt vì cái tội bán rượu cho trẻ vị thành niên. Quý vị thấy không? Cái con người khi mà nghe mấy tin này thắc mắc, ủa ông này tâm thần sao mua được súng? Súng lậu mà cần gì tâm thần, nó không tâm thần. Trời ơi! Mấy quý vị hỏi nhiều cái câu sao mà nó non trẻ thế? Mỹ, ở Mỹ này mua súng mà phải có giấy phép là người ta chỉ áp dụng cho những người đàng hoàng thôi. Làm ơn! Còn mấy người tâm thần nó không đàng hoàng thì cần gì ra chợ trời thiếu gì kia. Súng à, có số à, trà số luôn. Tôi đã thấy ở chợ trời nó bán cái khẩu súng nhìn không có số. Cái series number đấy không có. Quý vị nhớ ngày xưa ở Việt Nam mà nó cắp xe đạp không? Cái xưa dưới dần xe nó có số đục số. Nó trà nó đục số khác luôn có được. Súng nó đổ bỏ. Thành ra luật pháp nó chỉ áp dụng đối với những người đàng hoàng, những người bình thường. Còn không bình thường đừng nói chuyện lập pháp. Cho nên ông này, ông có súng ở đâu ra, ông có, chúng ta chưa biết. Nhưng mà rõ ràng ông có bắn vào nhân viên cứu hỏa và ông bị bắt. Rồi giờ té ra là ông này, ông là tâm thần. Ông đã bị từng bị những cái tội trước đây. Thì cái này nó nói lên cái chuyện là gì? Tại sao mà ông này, mà số này may nhá, số này may đó. Chứ thường thường đó, mà đến đó, mà tâm thần mà cảnh sát không biết là bắn chết đó. Đã có những trường hợp đó xảy ra. Thành ra qua cái tin này, quý vị nào nhà có người tâm thần làm ơn, đừng có giấu giếm, báo cho cảnh sát biết là nhà tôi có người tâm thần. Để khi có chuyện gì,
cảnh sát người ta tìm, ta bảo ô cái nhà này có ông Đỗ Dũng tâm thần, thì người ta cho một ông cảnh sát đã được huấn luyện về vấn đề đối phó người tâm thần đến khác hơn. Còn không cho mấy ông cảnh sát thường đến, thưa quý vị, là họ hành động giống như robot đó. Cầm cây viết tôi bắn cũng chết. Washington đã có một em là Việt Nam cầm cây viết bắn chết này. Hay là trên San Jose trước đây chị bà gì Bích Câu đó cầm cái con dao mà gọi là cắt dưa cái gì đó là bắn, rồi là cái gì Daniel Phạm cầm con kéo, cái kéo cũng bị bắn. Đó là những người bị tâm thần mà cảnh sát họ không biết. May cho ông này đó, thưa quý vị. Và đó là những tin đáng chú ý trong tuần vừa qua chúng tôi gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.